chào mừng anh em với cái kênh channel của mình nhé. Và video này anh em có tiêu đề anh em đã biết rồi nha. Sẽ hướng mình sẽ chỉ cho anh em làm một cái khung lưng nha anh em. Và anh em coi những clip trước là có một khung nhỏ nha, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đây là một cái khung là một khung 1m35 nha các bạn. Khung này là khung lớn để chuẩn bị mình sẽ làm lưng sư rồng Phật Sơn các bạn. Đây nha. Đây các bạn khung 1m35. Khi anh em làm thì anh em đã hỏi rồi đấy. Anh em coi những cái clip phía trước của mình ở đó, mình đã có một cái video là mình đã gọt tre và nói chuyện với anh em rồi. Cái gọt tre là anh em phải gọt cho cái tre nó thật là dẻo vậy nhá. Đây nha. Đây nha này thấy không? Anh em phải thật là dẻo này thấy không? Mình phải luôn gọt cho nó đều nhau nha anh em. Cho đều nhau để cho thật là dẻo như vậy các bạn. Đây là cái tre của mình mới gọt nha các bạn ơi. Nó vậy thôi nha. Dùng cho các bạn coi xem chi tiết hơn nè. Cái mỏng vậy nha các bạn. Các bạn thấy không? Cực kỳ là dẻo nha. Thấy không nè. Và khi uống thì các bạn hãy dùng uống xong các bạn thấy thật là đều, các bạn hãy đo một khúc này là 1m35 nha các bạn. Và các bạn coi nè, mình là dùng một cọng kẽm nha các bạn. Đây là mình làm bằng tre nên mình phải dùng bằng cái cọng kẽm này để mình nối hai đầu lại cho nó giữ nha các bạn. Tại vì khi mà mình dán cây này vào các bạn, nó có thể rớt lúc nào cũng hay bung ra, nên mình phải dùng một cọng kẽm để mình phòng ngừa nha các bạn. Còn vì nếu các bạn không làm bằng mấy khung nhôm thì nó đâu có cần các bạn, nó không bị bung ra đâu. Còn đây bằng tre nó hay bị bật ra nên mình dùng cọng kẽm sẽ chắc chắn hơn. Còn khi các bạn làm các bạn cái này các bạn có một hình chữ L các bạn thấy không này, để nó giữ cái cây tre được chuyển này lại các bạn. Đây nha, hình chữ L này nha các bạn. Hình này các bạn mua ngoài chợ thì nó chỉ với giá là 1.000 nhiều các bạn ơi, 500 đồng một cái, mình mua 500 đồng một cái nha các bạn nha. Thì đơn giản một cục keo đen nè, một cây sắt nữa thôi nha. Và anh em xem thì anh em nhớ cho mình một like và một đăng ký nha. Đây nha anh em, đây nha, đây một khung vậy nha. Còn cây này khung size lớn của đàm lưng tạ một mỗi khung vậy nha, là 1m35 và cái cây này là 45 nha các bạn. Nhìn nè, khi mình làm các bạn bỏ vô đây các bạn, bạn phải làm sao cho nó nhìn thật là chắc chắn các bạn nha. Đây nha, đây bỏ vào các bạn nó sẽ vậy nha. Đây nha, khi các bạn nhớ các bạn bỏ vào cái vị này là một con kẽm vậy nha. Và khi các bạn dùng một cuộn keo đen, đây là cuộn keo đen nha, và dùng keo đen các bạn hãy uống ở giữa lại nè. Mình làm cái này thì nó phải chịu là nó xấu hơn một xíu nha các bạn, nhưng mà lại nó lại sẽ đẹp hơn nha. Mình dùng cục keo đen để mình giữ cái mép lại các bạn. Để mình giữ cái mép lại các bạn ơi, để cho cây cái cọng kẽm này nó nằm lên trên này, xin nữa các bạn mà đổ keo cho nó dính dây luôn nè. Nha, cho cọng kẽm nó sát vào cái cây tre nè. Các bạn dán chính các bạn có thể lột cái miếng keo ra vẫn được nha. Đây mình làm 3 đầu luôn nha các bạn nha. Và cái cục này khi các bạn làm xong á, các bạn mua cái chai sơn bóng xịt bóng á. Các bạn chỉ cần về xịt lên là nó sẽ đẹp nha các bạn. Nha, chỉ cần về các bạn chỉ cần xịt lên là nó sẽ đẹp nha. Và anh em nào muốn mà chuẩn bị mình kênh mình lên xem là anh em đã biết kênh mình đã được 2.000 người đăng ký rồi. Mình sẽ lên ý tưởng để tổ chức mini game. Và anh em nào muốn mình trong phần mini game mình có tặng cái khung này thì anh em hãy nhớ bấm phía dưới là mình kêu là mình thích nha các bạn. Kêu cái gì bạn muốn có một mini game mình sẽ tặng một cái khung như vậy, thì các bạn hãy bình luận phía dưới cho mình nha. Khung này nó cũng không kinh phí không bao nhiêu nhưng mà nó sẽ giúp được nhiều người đỡ phải mua nha các bạn. Đừng kêu sắc nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ dán nha các bạn ơi. Đây nha các bạn, mình sẽ bỏ xuống đây và mình sẽ dán nha. Nè, thì dán các bạn dán cho thật chắc chắn nha các bạn. Đây những cái mối các bạn nè. Khi liền hai cây rồi nè, các bạn dán nè. Các bạn luôn đổ chắc chắn cái keo này vào. Và đổ khi nó đã dính xong á, các bạn lấy cục keo đen các bạn muốn chặt thì nữa là ok. Những cái mối nè, các bạn luôn dán thật là chắc chắn vào nha. Như thế này. Nha, luôn đổ keo vào nha. Anh em phải đổ chắc và kiểu cái cọng kẽm này để cho nó cọng kẽm này để nó giữ cái chắc nha các bạn, chứ không mà nó mà bung ra là xong luôn đấy. Như đó anh em có đổ lên ở giữa nè. Nhiều nhà anh em ở lúc ở vùng ở chỗ mà nông thôn đó, anh em có thể có tre đó, vì anh em cứ gọt cái mỏng mỏng nè. Gặp nhiều người có thể hỏi ba mẹ là được à. Đây nha, thì đơn giản mà thôi nha, không bao giờ rớt đâu nha các bạn nha. Đây cần uống nho nhỏ vậy đó là nó đã xong một cái khung rồi nha các bạn. Và các bạn chỉ cần keo nha các bạn. Đây cùng một cục keo nữa nha. Khi đổ cái sắt lên anh em cầm cục keo này vào đây em uống. Đây nha, uống uống cho thiệt là chặt vào nha. Đây cục keo này. Đây nha, uống cho thiệt là chặt vào để cho cái vết này nó được đẹp hơn nha các bạn nha. Đây các bạn uống cho thiệt là chặt cái này nè. Uống chặt là xong, anh em đổ lên miếng keo này là một ít keo đánh sắt vào nha, để cho nó giữ cho nó chắc vào nha các bạn. Không là mỗi những cái mối này nó sẽ bị bung đó các bạn. Chỉ đơn giản vậy thôi nha. Và anh em nào muốn trong mini game sẽ được tặng cái này cho anh em, cái gì hãy bình luận phía dưới cho mình biết nha. Nha, cũng một đầu thôi nha.
Rồi như vậy các bạn, còn cái này sẽ các bạn lấy cọng kẽm nhỏ, các bạn cột đây sơ lại một cái nữa, các bạn uống lại nó xong. Nó chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn nhớ nha, uống chè phải là uống cho nó là đẹp các bạn, đừng khùng các bạn. Đây nha. Và bây giờ tới đây mình cũng xin kết thúc với các bạn. Thấy hay thì nhớ cho mình một like, một đăng ký và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Mình là Khải Nguyên, xin chào các anh em và những clip tiếp theo. Và anh em nào muốn trong mini game nhận cái khung này thì anh em hãy nhớ bấm like cho mình và chia sẻ để mini game mình có thể tổ chức một người may mắn sẽ nhận được cái khung này nhé. Bye bye.